未惧身上被子弹流行，维护你我却敢于舍身。站在风浪下对抗黑暗，亦为你是毫无疑问。công ty Ánh Dương phát hành bộ phim Dễ Hải Hào Tình do TVB sản xuất, giám đốc sản xuất Lý Thiêm Thắng, biên kịch Ngô Trấn Vũ, biên tập Trương Hoa Tiêu, Trần Tịnh Ghi, đạo diễn Lục Thiên Hoa, với các diễn viên Đặng Tùy Dân, Lê Diệu Tường, Quỳnh Hảo Nhiên, Ngao Gia Điên, Nhạc Hoa, Tạ Tuyết Tâm, Trần Pháp Lạc, Huệ Ánh Hồng, Kim Cương cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch và lồng tiếng Ảnh Dương, người dịch Bích Ấn, Quốc An, Ủng Mùi, diễn viên lồng tiếng Bích Ngọc, Quốc Mai, Nguyễn Dinh, Thanh Bình, Nguyên Hồ, Khánh Trang, Nguy Trang, Đình Tuấn, Khánh Cương, Bình Bảo, Trần Vũ, kỹ thuật lồng tiếng Hồ Đính, Anh Hải, Linh. Vì cư sân sang vì chỉ ta lâu hầm, vì hù nê ngọ khờ, cảm như sẽ sân. Dẫu nhân thiên hạ phải kiên trinh chúc nhân, xin vì ngồi, một hòa y vô hạ. Tập 23. Trưởng quan, Lưu Tĩnh ở đây. Bắn lại. Đi, 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 đi. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh, đừng mà, đừng, đừng đánh. Anh Quyền, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh Quyền lại bị họ đánh? Lúc nãy anh Quyền nhìn thấy tờ truyền đơn ở dưới đất, cho nên ảnh lượm lên coi. Ai ngờ trùng hợp bị hai tên Nhật nhìn thấy. Đừng, đừng mà, đừng đánh ảnh. Dừng tay. Tên anh là gì? Tôi phải về báo cáo cho đại tá Hương Sơn biết. Mấy anh vi phạm quân kỷ, tùy tiện gây thương tích cho thường dân ba tánh. Anh thuộc đơn vị nào vậy? Tôi là em trai của đại tá Hương Sơn, bị thương ở tiền tuyến, bây giờ đang ở bệnh viện nghỉ dưỡng. Lập tức đi cho tôi. Dạ. Anh Quyền, đứng lên đi. Anh Quyền. Anh nè, anh à, anh có sao không? Không sao, không sao. Để em dìu anh về. Anh Quyền, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Cô Lưu Tình, tôi hỏi y tá ở đây cho nên biết tên của cô. Tôi biết hoàng quân chúng tôi đối với nhiều người Trung Quốc của cô đều không có lịch sự, nhưng mà không phải người nào cũng vậy. Cô Lưu Tình, thật sự tôi rất có thành ý muốn làm bạn với cô. Cảm ơn Trương Quang, cảm ơn Trương Quang. Cô Lưu Tình, tôi là em trai của đại tá Hướng Sơn. Nếu sau này cô có bị hoàng quân bắt nạt, cứ đến đây tìm tôi. Còn mấy ngày nữa tôi mới xuất viện. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Chạy ra. Chuyện gì vậy? Đi vô. Cộng lại hết cho tôi. Phi phạm cậu làm cái gì vậy? Chúng tôi phạm tội gì đâu mà cộng lại. Phải nói cộng cái gì? Chúng xét khắp nhà. Dạ. Anh Phi phạm anh làm cái gì vậy? Cộng luôn hai người này. Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người làm cái đi, gì đi, vậy? Đi, đi, đi. Phi phạm mà. Phi phạm mà. Tôi làm sai chuyện gì? Không phải có lý do chứ. Phi phạm mà. Thật là chúng tôi làm sai chuyện gì? Phải anh nói đi. Tại sao anh bắt chúng tôi? Nè, thả ra đi. Về đồn hay nói. Anh là kẻ đứng tôi tha cho anh đâu. Ê, này, 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 này. Anh Phi phạm, anh Phi phạm. Có chuyện gì vậy? Tại sao bắt hết nhà chị Thiện vậy? Phải đó, phải đó. Anh Phi phạm à. Làm cũng bắt, được cũng bắt. Anh nói rõ ràng đi. Họ đã phạm tội gì chứ? Bộ tư lệnh Hoàng quân nghi ngờ Lưu Tĩnh là đội du kích. Thuộc hạ quán bị tình nghi, toàn bộ bị bắt hết. Người ở cùng nhà với Lưu Tĩnh, bà con, bạn bè đều bị tình nghi, tất cả đều bị bắt. Ê, nè làm gì vậy? Cắt tóc của anh nữa hả? Làm cái gì vậy? Hả? Còn em nữa? Giải hết đi. Dạ. Ê, sao bắt chúng tôi chứ? Nè, 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 chào đại tá.
Thiên đại phu nhân, phiền bà nhận dạng có phải người này hay không? Là hắn. Tôi nhận ra là hắn. Lưu Tĩnh à, vị phu nhân này nói bà nhận ra người buồn điện thoại chính là anh đó. Chú Minh à, phiền chú nói với trưởng quan chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi buồn điện thoại chưa nói đừng chuyển cho máy thu thanh tới, không phải là máy điện báo. Chuyện máy điện báo chỉ là sự hiểu lầm. Sự thật là máy thu thanh thôi. Bà nghe được điện báo hay là máy thu thanh? Hình như là máy điện báo. Thế nhưng hắn nói không có lớn tiếng lắm, tôi không dám khẳng định. Vậy tại sao anh phải chuyển máy thu thanh đến Quảng Châu? Trưởng quan hỏi anh, tại sao phải chuyển cái máy thu thanh tới Quảng Châu vậy? Tôi có người bạn ở Macau, anh nói là gửi đến tặng tôi. Có người bạn ở Macau gửi đến tặng anh ấy? Người bạn nào? Là ai? Người bạn là chú Bảy, mở tiệm bánh ở Macau. Người đó là chú Bảy mở tiệm bánh ở Macau. Tôi không tin những gì người này nói. Hãy ép cung cho tôi. Dạ. Trưởng quan, tôi phải gặp đại tá Hương Sơn Thích Giả. Ông ấy là bạn của tôi. Tôi và ông ấy là bạn thân. Ông ấy quen tôi mà. Khoan đã. Ông ta nói ông ta là bạn thân của đại tá Hướng Sơn Thiết Giả. Giam hắn vào, từ từ giải quyết. Dạ. Chị Tiết à, chị đứng đây đợi tôi đi gọi điện thoại. Xe lửa sắp chạy rồi đó. Được rồi, tôi quay lại nghe. Alo. Làm ơn, Lưu Tĩnh có đó không? Cô cũ đó hả? Phi Phạm đây. Lưu Tĩnh và cả đám Trư Lung Lý toàn bộ bị bắt hết rồi. Thì ra Lưu Tĩnh là đội du kích. Anh Phi Phạm, anh lại muốn cái trò gì đi? Cô muốn biết tôi làm trò gì hả? Được. Cô nói cho tôi biết cô đã ở đâu, tôi sẽ tới đón cô. Kiếm chỗ nào từ từ nói chuyện với cô. Anh Phi Phạm, thật ra anh lại muốn làm cái trò gì nữa? Lần này không phải tôi quậy đâu. Tại lúc Lưu Tĩnh của cô liên lạc với đội du kích đã bị bà Nhật nghe được. Bây giờ bà Nhật đó chỉ tội hắn. Cả đám dị nhân ở Trư Lung Lý, Dương Dương, Sương Sườn, tất cả mọi người, anh Phi Phạm này bắt hết. Anh Phi Phạm, anh biết quan hệ giữa tôi và Hướng Sơn Thiết Giả thế nào rồi? Vậy chắc chắn cô đã gọi điện cho tên Nhật đó. Cô biết anh ta đã đến Hương Cảng vì hội nghị quân sự mà. Lương Phi Phạm, đưa mức giá cho tôi. Lập tức thả cả đám hàng xóm và Sương Sườn ở Trư Lung Lý ra đi. Cô cửu à, cô coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi hả? Tại sao tôi phải lấy tiền cô? Tôi có tiền cũng không có phước hưởng. Vậy anh muốn sao đi? Tôi muốn cô giải thích từng vụ cho tôi nghe. Tại sao cô chơi khăm tôi hết lần này đến lần khác? Cô giải thích được một lần, tôi thả một người. Toàn bộ giải thích hết. Ngoài Lưu Tĩnh ra, tôi sẽ thả hết. Anh Phi Phạm, nghe nói là anh đã cưới vợ. Người vợ này gần đây đã mang thai. Anh không nghĩ cho bản thân mình, cũng nên nghĩ cho người vợ và đứa con của anh chứ. Phi Phạm này không phải điên đâu. Tôi làm gì cũng tính trước tính sau. Cô nghĩ tôi muốn đụng chạm đến người quyền quý như cô hay sao? Là cô buộc tôi vào con đường cùng, là cô đạp tôi dẹp lép hết lần này đến lần khác. Hướng Sơn Thiết Giả đổ xuống với Lưu Tĩnh, mắc mớ gì tới tôi? Cô thấy lo cho người tình của cô thì cô ôm chặt hắn, đỡ phát sinh giùm hắn đi. Mắc mớ gì phải kéo tôi xuống nước chứ? Còn cái thằng Sư Sườn đó, thằng vô dụng, bắn súng thì không chuẩn. Nếu như bắn không trúng chứ tao, trúng đầu tôi thì sao? Cô nghĩ coi, giờ tôi phải làm sao đây? Đứa con của tôi làm sao đây? Tôi đừng được là khoa trưởng, tè trong quần trước bao nhiêu người. Cô cảm thấy tôi nhục không? Dĩ nhiên mấy người cười nhạo tôi rồi, cười lăn ra đất luôn. Cô cửu à, tôi nghĩ cô ở nhà cười đến 3 ngày phải không? Bây giờ tôi không rảnh nghe nói mấy chuyện phù phiếm. Bây giờ tôi chỉ muốn biết anh đưa tôi đến đây thật ra là anh muốn gì đây. Cô yên tâm, hôm nay tôi không định hại cô. Tôi chỉ muốn cô ở đây yên tĩnh một mình, ở đây cảm nhận cái tâm trạng đó, gọi là oan ức. Cô hãy bình thản từ từ mà cảm nhận đi. Thế nào gọi là oan ức? Lữ Phi Phạm, mở cửa ra. Mở cửa ra. Thank you.
Tôn trưởng, không sao chứ? Không sao. Sao rồi? Có tin tức của Hướng Sơn Thiết Giả gửi về chưa? Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì, có lẽ sẽ không lâu đâu. Có biết tình hình bây giờ của Lưu Tĩnh ra sao không? Lưu Tĩnh bị giấu ở nhà tù của bộ tư lệnh, những người khác bị giấu ở trại giam. Anh có bị họ ngược đãi không? Cũng may bọn Nhật biết Lưu Tĩnh quen biết với Hướng Sơn Thiết Giả, cho nên không bị chúng ngược đãi. Vậy chú có biết Lưu Tĩnh có nói gì với bọn Nhật không? Lưu Tĩnh nói là có điện thoại đó gọi cho người bạn ở bên Ma Cao tên là chú Bảy. Chú ấy mở tiệm bán máy ở Ma Cao. Cô Cửu à, tôi nghĩ cô nên tập trung tinh thần cứu người khác đi, có thể còn cứu vãn được. Còn về phần Lưu Tĩnh, chắc cô phải chịu thua rồi. Tôi làm phiên dịch ở bộ tư lệnh bấy lâu nay, chưa bao giờ thấy kẻ nào bị tình nghi là du kích mà có thể sống sờ sờ trở ra được. Cảm ơn chú Minh. Tôi biết rồi. Có tin tức gì chú lập tức báo với tôi. Cảm ơn cô Cửu. À phải cô Cửu à, nếu ngày mai có cơ hội đến bộ tư lệnh thăm Lưu Tĩnh, lúc cô nói chuyện nhớ là phải cẩn thận đó. Ở trong nhà tù có thiết bị nghe trộm. Tôi biết rồi. Thật sự xin lỗi em. Người muốn chuyển máy điện báo qua là chị. Anh hai em cũng vì muốn cứu chị nên mới rước họa vào thân. Em đừng bao giờ lo nghĩ nhiều. Em có bệnh mau. Có chuyện gì vậy, chị Cửu này sẽ lo hết có biết không? Dạ biết. Nhất định phải cứu Lưu Tĩnh ra. Nhất định phải cứu Lưu Tĩnh ra. Chị Cửu à, thật sự chị không cần phải lo. Em đã lớn rồi, em biết tự lo cho mình. Chị tập trung cứu anh hai đi. Chị thì và mọi người cứ để em nghĩ cách. Em hả? Ở bệnh viện em có quen một người Nhật, gia đình ảnh rất có thế lực ở trong quân đội. Em tính là đi năn nỉ ảnh, có ảnh có thể giúp gì được cho em không? Tình tình nào, không nên dính líu đến người Nhật. Chị Cửu à, bây giờ là thời thế gì rồi, chúng ta không có con đường nào để chọn. Cứ để cho em thử đi. Em cảm thấy anh ấy thực sự có thể giúp được em. Em hứa với chị, em sẽ cẩn thận. Chị yên tâm đi. Xin chào trưởng quan. Sao cô lại khóc vậy? Trưởng quan, ông nói anh của ông là đại tá phải không? Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Thật ra là chuyện gì? Ngồi xuống rồi nói. Anh hại tôi đã bị bộ tư lệnh bắt, bây giờ không biết ra sao. Anh hại cô tên gì? Lưu Tĩnh. Vậy sao lại bị bắt? Họ nói anh là du kích, nhưng mà anh đâu có phải. Tôi nghĩ nhất định là có sự hiểu lầm. Cô Lưu à, thật lòng xin lỗi. Tôi nghĩ tôi không giúp được cô. Quân bộ có mệnh lệnh, phàm là kẻ bị bộ tư lệnh nghi ngờ là đội du kích đều phải xử bắn, cho dù là người cấp cao đến mấy cũng không bảo vệ được. Cô Lưu à, cô đừng đau lòng quá, sức khỏe quan trọng. Trưởng quan, ông không cứu được anh hai tôi, ông có thể cứu hàng xóm láng giềng của tôi được không? Họ không phải bị bộ tư lệnh bắt, là đồn cảnh sát bắt người bừa bãi thôi. Nếu không phải là bộ tư lệnh bắt, tôi nghĩ tôi sẽ có cách giúp cô. Cảm ơn ông. Cảm ơn. Tôi không muốn nhìn thấy cô đau lòng như vậy. Cô lau nước mắt đi. Để đi. Chị Thiện không sao chứ? Chị Thiện không sao chứ? Nhưng Dương nó còn ở trong, tôi phải vào cứu nó. Trời ơi, chị Thiện đồ mà. Dương nó còn ở trong. Chị Thiện à, bình tĩnh lại đi. Cảm ơn trưởng quan. Tôi muốn hỏi tôi còn mấy người bạn, chừng nào họ mới được thả ra vậy? Tình tình cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng. Cảm ơn cô. Tình tình, bộ em quen biết người Nhật này hả? Tại sao tốt quá thả mọi người ra vậy? Khoan hỏi mấy chuyện này đã, về nhà rồi nói. Tình tình à,
Con nhất định phải năn nỉ được người Nhật này cứu Dương Dương. Yên tâm đi chị Thiên, chúng ta hãy mau chóng rời khỏi đây đi. Đi đi, dây điện của tôi còn nhốt ở trong đó mà, làm sao bây giờ đây chị Thiên? Cô cụ, ủa ba, sao ba lại xuất viện? Sao Lưu Tĩnh cho thật du kích vậy? Ba đừng quan tâm đến chuyện này, ba về bệnh viện đi. Cửu muội, không phải con định nói cho mọi người biết con phải đi cứu tên Lưu Tĩnh chứ? Đừng bao giờ làm như vậy. Đội du kích không giống những chuyện khác, con sẽ liên lụy bản thân mình, liên lụy cả ba con, mà Đông Thái cũng sẽ bị kéo vào cuộc luôn. Lệ Hoa, con giúp dì đưa ba dì vào bệnh viện. Dì cử, dì Hỷ và Quân Gia phân tích cũng rất đúng. Ngày tận thế của bọn Nhật sắp tới rồi, chúng ta có rất nhiều nước hợp lại thành quân đồng minh, chống chọi được bao lâu chứ? Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ cái thân mình, giữ lại thực lực. Con nói bớt vài lời có được không? Alo, đại tá Hứa Sơn, ông đã về rồi à? Tôi có chuyện quan trọng muốn gặp ông. Dạ, có chuyện cần gặp tôi ngay bây giờ à? Dạ. Dạ được, bây giờ tôi sẽ lập tức đến gặp ông. Nè, có đi gặp tình vật đó, không phải nói chuyện của Lưu Tĩnh không? Dì cứu, nè, có đơn vị cũng phiếu đi đâu vậy? Để mua chỗ tình vật đó sao? Dì cứu đừng mà. Cứu mũi à? Dì cứu mũi. Tôi lấy tài sản mạng sống của mình ra bảo đảm, Lưu Tĩnh tuyệt đối không phải là du kích. Cô Cửu, làm sao cô biết Lưu Tĩnh không phải du kích hay không? Điều cô muốn nói tôi cũng nói luôn cho ông biết. Lưu Tĩnh là người đàn ông của tôi. Tôi và ảnh ngủ chung một giường đã mười mấy năm. Trên người ảnh có bao nhiêu nốt ruồi tôi cũng biết. Có chuyện gì của ảnh mà tôi lại không biết chứ? Vậy tôi nghĩ cô phải tìm người đàn ông khác rồi. Thật ra ông có chứng cứ xác thực hay không vậy? Chúng tôi có thiên đại phu nhân. Chính bà ấy nghe hắn nói là chuyển máy điện báo đến Quảng Châu. Đại tá, chỉ bằng là ông bắt lưu tôi đi. Vật tư Quảng Châu lưu thiếu thốn, lúc nào tôi cũng nhờ chuyển quản máy điện, máy thu thanh giùm cho tôi kia mà. Cô Cửu à, chúng tôi bắt đầu du kích là không cần có chứng cứ gì. Được, vậy đừng nói chứng cứ, chúng ta nói lợi ích đi. Coi tình hình, trận này thì nay mai mấy ông sẽ đánh trận. Có lẽ ông rất muốn ôm một số tiền lớn trở về nước để hưởng thụ chứ. Tội gì ông phải cắt con đường phát tài này của mình, có phải không? Cho nên tôi mới kêu cô lập tức vạch rõ đường ranh với người đàn ông này. Nếu như tôi có thể nói vạch, làm vạch, vậy thì tốt lắm rồi. Đại tá à, ông là người đàn ông, ông sẽ không hiểu người phụ nữ họ nghĩ như thế nào đâu. Nhìn bề ngoài, tôi có vẻ là người đàn bà dữ dằn nhất ở Quảng Châu này, ai nhìn thấy tôi cũng phải sợ. Nhưng mà thực chất, tôi không có gì khác người phụ nữ bình thường cả. Tôi cũng sẽ vì người đàn ông đòi sống, đòi chết, lăn lộn, giãy giụa ra. Tôi không ngại dở bụng ra cho ông coi luôn. Vì người đàn ông này, cái gì tôi cũng đã từng nếm trải rồi. Tôi nắm lấy chân của anh, không sướng mướt, không cho anh đi, tôi cũng đã thử rồi. Tôi đã uống 40 viên thuốc an thần, đòi chết trước mặt ảnh cũng đã thử luôn rồi. Tại sao tôi lại bị nghiền á phiện? Chính vì mấy năm trước anh đã nói với tôi, anh rất nhớ người vợ trước đi, anh đòi chia tay với tôi đó. Tôi không thể mất người đàn ông này được. Tôi cầu xin ông trả người đàn ông này lại cho tôi đi. Cái gì tôi cũng có thể bỏ hết, cái gì tôi cũng đưa cho ông hết. Mọi thứ của tôi đây, tôi đều cho ông hết. Tôi chỉ muốn lấy lại người đàn ông này thôi, có được không? Được, tôi hứa với cô một điều, tôi sẽ không ép cung và cũng không ngược đãi Lưu Tĩnh. Điều tôi có thể làm chỉ có nhiêu đó thôi. Vậy ông cho tôi gặp ảnh một lần đi. Cô Cửu, họ có ngược đãi anh không? Không có.
Họ có ép cung không? Không, tôi không bị sao hết. Tình tình nó sao rồi, những người khác sao rồi? Mọi người không sao. Còn đám đồng nghiệp ở đồn cảnh sát, dân dân xương sườn tụi nó nữa, tụi nó có sao không? Họ vẫn còn đang bị điều tra, có lẽ họ sẽ không sao đâu. Cô Cửu à, bằng mọi giá cô cũng phải nghĩ cách cứu dân dân và xương sườn tụi nó. Có thật là anh từng làm việc cho đội du kích không? Có phải chú Bảy đó không? Có phải vì giúp ổng anh mới ra nông nỗi này không? Anh nói đi. Em ngủ chung với anh một giường mà, anh không nói sự thật với em thì nói với ai đây? Anh nói đi chứ. Anh nói. Phải. Thì chính là chú Bảy đó. Lần này anh bị ổng hại chết rồi. Trước giờ sao em đã khuyên anh bao nhiêu lần rồi, biểu anh đừng có giao thiệp với ông ấy nữa. Cái tên này đâu phải là làm ăn đâu, hãy mở miệng ra là yêu nước. Bản thân anh đâu phải là du kích, người ta biểu anh làm gì thì anh làm đấy. Họ thì khỏe rồi, họ không thân không thích làm gì cũng được cả. Còn anh đâu phải, anh còn em mà. Lỡ như anh bị người ta xử bắn, vậy một mình em phải làm sao đây? Anh tính à, em rất sợ. Anh không thể có chuyện gì được. Cứu muội, cứu muội. Bằng mọi giá em phải nghĩ cách cứu anh ra. Chúng ta đã trải qua nhiều gian nan cực khổ mới đến với nhau. Anh không muốn sau này không còn gặp em. Anh không muốn sau này không còn gặp được em nữa. Em thí luôn cái mạng này cũng phải cứu anh ra. Chỉ cần anh nói với em là trong lòng anh chỉ có một người mà thôi. Mãi mãi chỉ có một mình em. Câu nói này là thật thì đã đủ lắm rồi. Anh đừng có suy nghĩ lung tung nữa. An tâm ở đây đợi tin tức của em. Em sẽ năn nỉ đại tá. Được, được. Anh yên tâm ở đây đợi tin tức của em. Em đi năn nỉ đại tá. Anh nghe chưa? Tôi đã nói cô Cửu không liên quan đến đội du kích mà. Được, vậy chỉ xử bắn một mình Lưu Tĩnh thôi. Xin chào trưởng quan. Chào cô Lưu. Mời cô. Trưởng quan, lần trước... Đừng gọi tôi là trưởng quan. Chúng ta đã là bạn rồi, gọi tôi là đặc giả thôi. Đặc giả tiên sinh, lần trước tôi đã nhờ Tình Tình, không biết cô có ngại tôi gọi cô như vậy hay không? Dạ không ngại. Tình Tình, thật ra hôm nay tôi có một tin xấu muốn nói với cô. Bộ Tư lệnh đã quyết định mấy ngày sau sẽ giải anh hai cô đến hố dạ người xử bắn. Về chuyện này tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Còn mấy người mà tôi nhờ ông giúp đỡ, bây giờ tiến hành sao rồi? 8 giờ tối nay họ sẽ thả thêm 3 người. Nhưng 3 người nào tôi còn chưa biết. Số còn lại có thể hơi rắc rối một chút. Cảm ơn. Ê bà. Em. Anh Huy, anh sao rồi? Chỉ bị họ đá vài cái, đấm vài cái vào ngực thôi. Quỳnh Lục, Quỳnh Lục, anh có gặp Dương Dương của tôi không vậy? Anh có biết Dương Dương khi nào được thả ra không? Không có nghe à? Trời ơi. Chị Thiền à? Chị Thiền, chị yên tâm đi. Bọn Nhật đã thả tôi ra, tôi nghĩ nay mai cũng thả Dương Dương và mọi người thôi mà. Về nhà rồi nói chị Thiền ơi. Về nhà rồi nói. Mau lên đi. Đi đi. Đàn ông thúi, mấy người tránh xa ra. Có nghe thấy không? Tránh xa ra. Đại tá Hướng Sơn, bên ngoài có chuyện gì ồn ào vậy? Cô Cửu ở bên ngoài uống rất sai, ở đó là lối âm sầm. Cô Cửu, cô làm gì ở đây vậy? Đại tá Hướng Sơn, lợi nhuận của thuốc á phiện sau này tôi đưa thêm cho ông một phần. Tiền không thành vấn đề, tiền đối với tôi là không còn quan trọng nữa. Cô Cửu, ngồi xuống rồi nói. Chỉ một yêu cầu,
tôi muốn gặp người đàn ông thúi đó một lần nữa. Tôi có chuyện phải hỏi rõ người đàn ông thúi, người đàn ông đê tiện đó. Đại tá Hương Sơn, tôi buồn. Lưu Tĩnh, anh nói tôi biết, có phải là để anh đã nói dối gạt tôi hay không? Cô nói gì vậy? Anh đã hứa với tôi suốt đời suốt kiếp cũng không gặp đông đi người vợ cũ của anh nữa. Hôm qua cô chạy đến tìm tôi, quỳ trước mặt tôi, năn nỉ tôi, kêu tôi cứu anh. Tôi đã biết, thì ra trước giờ anh cũng chưa từng rời xa cô. Anh và cô đã xa cách rồi, anh không biết tại sao cô lại đến năn nỉ em. Không biết hả? Cả sắp này là thư tình đi nè, là tôi kêu đệ tử của mình đến nhà trọ đông đi ở lục ra được đó. Tất cả đều là nét chữ của anh. Anh còn muốn chối cãi nữa hay sao hả? Mọi chuyện không phải như vậy, em nghe anh giải thích đi. Còn giải thích nữa, có gì mà giải thích nữa chứ. Viết cái gì? Đúng đi, tháng sau thì bà làm ăn đó đến Hương Cảng là chuyện làm ăn. Anh có thể đến Quảng Tây với em, lần này anh có thể ở lại vài ngày, anh rất nhớ em. Tại cổ đòi sống đòi chết mà, anh mới coi như làm ơn làm phước, nói đã với cổ thôi. Còn lá thư này nữa nè, anh giải thích sao đây? Cuối cùng bà làm ăn đó đã đồng ý cho anh 5.000 để làm ăn. Ngày tháng này thật sự rất khó sống. Tính bà làm ăn này lại rất nóng nảy, lại nghiện á phiện. Anh ôm bà nằm trên giường, ngửi thấy mùi thuốc trên người bà là anh muốn ói ra luôn. Em nghe giải thích đi em. Còn gì để giải thích nữa chứ? Anh là thằng đê tiện, anh ăn của tôi, ở của tôi. Nếu như không có tôi thì anh đã bị tên sư sườn đó hại chết rồi. Bị đàn em của cô tôi cắt tay cắt chân, quát dây cầm cầu từ lâu lắm rồi. Tôi một lòng một dạ hết lòng với anh, tôi có được cái gì? Tôi vì anh, cả chuyện hút á phiện tôi cũng hút luôn. Cái bây giờ tôi đánh đổi được là cái gì? Chính là đánh đổi được mấy câu này của anh. Ôm lấy tôi, ngửi được mùi thuốc của tôi là phát ói ra luôn. Anh là thằng đê tiện, ngay bây giờ tôi phải giết chết anh. Đưa cái súng cho tôi. Cứu, đừng mà. Đưa súng cho tôi. Cứu, cho nó từng vậy mà. Số buồn dễ cần bị sự bắt tôi. Đại tá, tôi cho ông thêm một phần lời. Tôi muốn xin thêm một yêu cầu. Chỉ là lúc hắn bị xử bắn, tôi phải có mặt ở hiện trường. Tôi phải tận mặt chứng kiến kẻ đê tiện xấu xa này chết như thế nào. Không thành vấn đề, ngày mốt chúng tôi sẽ dạy hắn đến hố dạng người xử bắn. Đến chừng đó sẽ có rất nhiều người cùng bị xử bắn, sẽ rất hoành tráng. Nếu như cô mà đến đó thì cứ việc tham quan đi. Cảm ơn đại tá. Đại giả tiên sinh. Cô Tinh Tinh, mời ngồi. Cảm ơn. Xin hỏi cô dùng gì? Xin hỏi cô dùng gì? Cho tôi một tách cà phê đi. Dạ được. Tinh Tinh à, hôm nay cô mặc lại đồ con gái rất đẹp. Cảm ơn ông đại giả tiên sinh. Hôm nay tôi đến là muốn hỏi hai người bạn đó của tôi khi nào mới được thả ra vậy? Yên tâm, tối nay người có tên Sương Sườn sẽ được thả ra đúng giờ. Vậy còn người tên Dương Dương thì sao? Người này có thể hơi rắc rối một chút, bởi vì bộ tư lệnh nghi ngờ hắn có liên hệ với đội du kích. Đại giả tiên sinh à, bằng mọi giá xin ông hãy cứu ảnh ra. Tinh Tinh à, thật ra tôi rất khó xử. Ngày mai thì tôi sẽ được thăng chức, tôi đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Nếu như tôi còn tiếp tục giúp cô, cấp trên sẽ nghĩ tôi bênh vực người Trung Quốc. Như vậy đối với tương lai của tôi sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tôi hiểu.
Cô đừng lo quá, tôi sẽ tìm cách giúp cô. Trung tá Hướng Sơn, có một cô gái Trung Quốc họ Lưu, cô ấy có tờ giấy vừa gửi cho ông. Đạt giả thi sinh, 6 giờ chiều nay gặp ở phòng số 18, nhà trọ Bình An, Lưu Tịnh. Trưởng quan, đây chính là phòng số 18 đó. Cảm ơn, cảm ơn. Đạt giả thi sinh, xin chào ông. Cô Tình Tình, hôm nay tôi không gặp được anh tôi, nhưng mà cô yên tâm, từ nhỏ cho đến lớn, tình cảm giữa tôi và anh tôi rất tốt. Anh rất thương tôi. Chuyện gì mà tôi kiên quyết, anh nhất định sẽ nhận lời. Nhưng mà tôi rất khâm phục người Trung Quốc mấy cô. Mọi người chẳng qua chỉ là hàng xóm láng giềng, nhưng tình cảm của mọi người lại sâu nặng đến như vậy. Ông không cần nói nữa, Đạt giả tiên sinh, tôi hiểu. Chuyện hôm nay tôi cũng lường trước sẽ xảy ra. Từ nhỏ đến lớn, tôi cũng là một cô gái không may mắn. Chưa bao giờ tôi lại may mắn có được bất cứ thứ gì, kể cả sức khỏe của tôi. Cho nên tôi cũng lường trước rồi. Được sự giúp đỡ của ông, tôi nhất định sẽ trả giá. Từ trẻ đến già đều cho rằng, đối với một cô gái mà nói, trình tiết là quan trọng nhất. Hôm nay lúc tôi ra khỏi nhà, tôi tự hỏi bản thân mình, làm như vậy có xứng đáng hay không. Tôi đã bước ra khỏi cửa, nhưng mà tôi quay trở lại, xong rồi tôi lại bước ra. Tôi lại tự hỏi bản thân mình, lấy tấm thân của mình để đánh đổi, làm như vậy có xứng đáng hay không. Nhưng tôi tự nhủ với bản thân mình, làm như vậy rất xứng đáng. Bởi vì mạng sống đối với bất cứ gì cũng quan trọng hơn. Có thể cứu được bạn của tôi, tôi bằng lòng làm bất cứ điều gì. Cô Tình Tình, cuối cùng hôm nay cô có thể vượt qua được số phận của mình. Cô không cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì thì có thể có được gì đó. Tám giờ tối nay, người tên Dương Dương đó sẽ được thả ra đúng giờ. Dương Dương, Dương Dương, trời ơi. Dương Dương sao rồi? Sao rồi, để má nhìn coi. Có sao không? Không sao, không sao. Ừ.
Đình Đình, không sao, không sao, không sao, không sao, không sao, không sao. Mà hả? Những người khác không sao chứ? Anh Tỉnh sao rồi? Tất cả mọi người được thả hết rồi. Nhưng mà Đường Tỉnh, anh Tỉnh sao rồi hả má? Anh Tỉnh sao rồi? Về nhà đi, về nhà rồi nói. Tôi nhận nói ngày mai sẽ dạy anh Tỉnh tới hố dạng người xử bắn. Cô cụ cô nói là đang tìm cách, hy vọng có thể cứu được anh Tỉnh. Cô cụ nói là không tìm được cách nào hết, khi chúng ta được hy vọng quá lớn. Cô cụ kêu chúng ta được làm gì hết, chỉ ở lại Trư Lung Lý, cứu được hay không cũng được. Bây giờ tối mai sẽ có người báo với chúng ta. Thôi chị đi. Tại sao cổ lại nói như vậy? Nói vậy là có ý nghĩa gì? Anh Tịnh, thật sự bây giờ tôi rất sợ. Tôi không biết số phận ngày mai sẽ ra sao. Anh có thể giúp tôi vượt qua được ải này không? Cô Cửu, cô nói như vậy là có ý gì? Có phải có kế hoạch gì không? Tôi không hiểu, tôi nghĩ không ra. Nếu Lưu Tịnh anh thật sự phải chết, chỉ còn lại một mình cô, cô thật sự không biết phải làm sao. Sử bắn đi. Đi. Đại tá Hương Sơn, bạn bè với nhau hứa với tôi thêm một chuyện. Lát nữa để tôi chính tay bắn thẳng một phát vào lưng của hắn. Đi. Cô Cửu, cô đừng bướng bỉnh quá, làm vậy là không đúng quy tắc đâu. Tôi hứa với cô, lát nữa sẽ bắn hắn thêm vài phát là được rồi. Tất cả hãy quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Đại tá Hương Sơn, tôi muốn nói vài lời với kẻ đê tiện này. Kẻ hắn ta đứng lên. Đứng lên. Lưu Tĩnh, tôi có chuyện muốn nói cho anh biết. Đông ni mà anh ngày đêm tơ tưởng, hôm qua tôi đã cho người đến nhà trọ xử cổ rồi. Bây giờ trong cái cặp này toàn là di vật của Đông Ni và thư tình mà anh đã gửi cho cổ.
tôi cố tình đem tới đây để chung chung với anh. Anh chết cũng sẽ cam lòng. Cùng xuống đó mà tương thân tương ái, làm đôi vợ chồng ma đi. Cảm ơn cô cho chúng tôi tội nguyện. Lưu Tịnh, anh bịa ra bao nhiêu lời dối trá. Trước khi anh chết, anh có thể nói với tôi một câu thật lòng được không? Được, cô cứ hỏi. Tôi và anh chung giường đã nhiều năm, thật ra anh có từng thật lòng yêu tôi không? Không. Một phút cũng không có. Không. Một phút cũng không. Một giây cũng không. Tôi ngửi thấy mùi áp phiện trên người cô thì tôi muốn ói rồi. Làm sao tôi lại yêu cô? Nhìn thấy bộ ăn cướp như bà là tôi muốn ói. Bà chết đi. Đi. Đại tá Hứa Sơn, lợi nhuận áp phiện của tôi sẽ cho ông thêm một phần. Ông hứa với tôi để tôi chính tay giết kẻ đê tiện này. Đâu, cô cứu. Mụ ăn cướp, tôi không ngại nói cho cô biết. Lúc tôi ăn ngủ với cô, trong đầu tôi cứ luôn nghĩ đến Đông Ni. Đại tá, ông hứa với tôi, ông để tôi chính tay giết chết kẻ đê tiện này, sau này tôi sẽ một lòng một dạ kiếm tiền giùm ông. Tôi cầu xin ông hứa với tôi đi. Hãy hứa với tôi đi. Được rồi, được rồi. Hãy bắt hắn quỳ xuống đi. Đê tiện, hãy chết đi!